đạt doanh số 1 triệu tại Hàn Quốc, Samsung cho biết vào ngày 23 tháng 6 rằng họ đã bán được hơn 1 triệu phiên bản 5G của flagship Galaxy S10, tính riêng tại thị trường Hàn Quốc. Kỷ lục này được thiết lập sau 80 ngày kể từ khi chiếc điện thoại được ra mắt, được giới thiệu vào ngày mùng 5 tháng 4. Samsung Galaxy S10 phiên bản 5G vốn chỉ được các chuyên gia coi như một thiết bị thử nghiệm nhằm khảo sát sự quan tâm của thị trường dành cho công nghệ mới. Tuy nhiên, nó đã làm tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ là một thiết bị thử nghiệm. Với bình quân khoảng 15.000 chiếc được bán ra mỗi ngày, rõ ràng, kỷ nguyên 5G đang đến với chúng ta một cách nhanh chóng, rõ ràng và không hề xa vời một chút nào. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa để 5G trở thành một chuẩn cơ bản, giống như nhiệm vụ được 3G, 4G đã và đang thực thi. Samsung dự tính sẽ ra mắt thêm nhiều điện thoại 5G trong thời gian tới và có thể gồm các mẫu smartphone tầm trung. Các đơn vị triển khai viễn thông đã thu hút khách hàng bằng nhiều ưu đãi lớn. Và thị trường điện thoại thông minh 5G tại Hàn Quốc sẽ còn phát triển hơn nữa khi có thêm nhiều lựa chọn trong tương lai. Sắp tới, Samsung dự kiến sẽ phát hành điện thoại Galaxy Note 10 vào tháng 8 với 4 phiên bản khác nhau và sẽ có một model được hỗ trợ 5G dành cho thị trường nội địa. Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho rằng Samsung đang tích hợp 5G trên smartphone tầm trung nhằm phổ biến rộng hơn công nghệ này đến với các thị trường quốc tế.